Honda City 2023 chạy thử tại Malaysia, ngày về Việt Nam không xa. Honda City 2023 bị bắt gặp ở ngoài đường phố Malaysia, cho thấy mẫu xe sắp trình làng thị trường trong khu vực để cạnh tranh với Toyota Vios mới. Hai tháng sau khi ra mắt tại Ấn Độ, Honda City 2023 đã xuất hiện tại Malaysia để chuẩn bị cho việc trình làng người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á. Bản nâng cấp của Honda City ra mắt chỉ một thời gian ngắn sau khi Nissan Ariya và Toyota Vios công bố phiên bản mới. Không rõ Honda City 2023 ở Ấn Độ và Đông Nam Á có gì khác biệt không? Những ảnh chụp được cho thấy nửa sau giống nhau hoàn toàn. Chiếc xe trong ảnh nhiều khả năng là bản RS do có cánh gió gắn liền cốp. Cản sau và mâm đã được che kín, nhưng vẫn để lộ điểm khác biệt so với bản hiện tại. Nếu bản ra mắt thị trường Đông Nam Á không khác mẫu xe đã trình làng Ấn Độ, Honda City 2023 trong khu vực sẽ được trang bị thanh chrome mảnh mai mới nằm phía trên tản nhiệt. Thiết kế lưới tản nhiệt cũng đã được làm lại dạng tổ ong. Cản trước bên dưới cũng đã được chỉnh sửa khá rõ với dải ốp đen kết nối cụm đèn sương mù hai bên, với hốc gió trung tâm đặt thấp. Cụm đèn pha LED và phần hông không đổi, trừ mâm hợp kim mới. Tại đuôi xe, cản sau đã được cập nhật với bộ khoách tán gió tối màu, chóa đèn đổi vị trí và cánh gió nhỏ gắn cốp. Nội thất Honda City 2023 không thay đổi về mặt thiết kế. Tùy vào cấu hình, Honda City Facelift sẽ có bảng đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, 6 túi khí, gạt mưa cảm ứng, đèn nền nội thất, bàn sạc điện thoại không dây, 8 loa, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh, cửa sổ trời chỉnh điện, che nắng chỉnh tay hàng ghế sau và hệ thống theo dõi áp suất lốp. Về chuyển động, Honda City 2023 không còn sử dụng động cơ 1.5 lít diesel tăng áp, mà chỉ còn bản máy xăng và hybrid. Bản máy xăng sử dụng động cơ 1.5 lít EVTEC 119, mã lực 145 Nm và tùy cấu hình, mà động cơ trên ghép cặp cùng hộp số sàn 6 cấp hoặc CVT. Trong khi đó, phiên bản hybrid dùng động cơ 1.5 lít chu kỳ Atkinson công suất 97 mã lực, mô men xoắn 127 Nm làm máy phát, cho motor điện chuyển động có công suất 108 mã lực, mô men xoắn 253 Nm. Khi cần thiết, động cơ trên cũng có thể đảm nhiệm nhiệm vụ chuyển động đưa tổng công suất xe lên 124 mã lực. Riêng Honda City Hybrid có thêm phanh tay điện tử và phanh đĩa sau thay vì phanh tay cơ và phanh tang chống hai bánh sau của phiên bản tiêu chuẩn. Việc Honda City 2023 xuất hiện ở Malaysia cho thấy ngày về Việt Nam sẽ không còn xa. Đây là một trong hai mẫu xe chủ lực doanh số của Honda tại Việt Nam. Một số đại lý cũng đang chào đặt cọc nhưng chưa tiết lộ thời gian ra mắt cụ thể. Cảm ơn mọi người đã đón xem.